Thì đối với những cái cây mà mình xác định là mình khai thác thanh lý ấy, trong vòng một thời gian vài tháng cho đến một năm là mình làm như thế này thì mình vẫn cứ tiến hành là mình à, cạo như bình thường ấy. Thay vì à, ví dụ như là mình cạo nhá, cạo ví dụ như thế này. Đó, cạo khoảng cỡ 1/2 thân cây này. Thì bây giờ mình cạo áp khí như này là mình cạo khoảng cỡ 10 đến 15 cm thôi. Thông nghĩa là mình đóng cái áp khí này vào nhá. Đóng bất kỳ chỗ nào cũng được hết, mình nhìn chỗ ra ra ở cái vùng mà mình à, mở miệng mình cạo như thế này, cạo lên trên như, như này á hoặc là lên trên nữa, hoặc là xuống dưới hoặc cái chỗ nào cũng thế thì mình không nhất thiết là phải đóng cái bộ áp khí này vào là ngay cái chỗ mình cạo đâu. đó, mình đóng là cách chỗ mình cạo khoảng 1 mét cũng được. đó. khi mà mình đóng trên này mình cạo có thể mở ở những cái miệng ở dưới gốc lạnh được mà, cạo hai miệng song song được hết. thì mình à, bước đầu tiên đấy là mình à, đóng cái bộ áp khí này vào mình đóng vào rồi sau nghĩa là mình tiến hành mình đi bơm xong tầm 48 đến 72 giờ sau là mình tiến hành là mình đi cạo cạo một miệng được cạo hai miệng được cạo kiểu dinh được là cái này là mình khai thác thanh lý mà mình lấy làm sao được uh, tận dụng được tối đa cái sản lượng mà cây nó cho ra cho mình mà mình ép lấy hết cỡ mà đó không cần thiết là phải là dưỡng cây cho nhiều năm tới đâu đó. mình làm sao mình lấy được cái sản lượng là nhiều nhất có thể thì mình đóng vào rồi mình đi bơm khí mỗi một lần bơm khí này là mình cạo được nửa tháng nhá đó bơm vào cái túi nhôm túi nhôm như này túi nhôm, nhôm mà, mà sử dụng loại túi to hơn thì cái túi này là túi bé này thì cái giá thành của cái túi này nó cũng không không cao đâu thì đối với các bác làm thanh lý là tốt nhất là mình nên làm như thế còn làm thanh lý mà là mình làm khoan là sản lượng nó ít hơn là mình cạo cho nên là mình vẫn cứ tiến hành là mình cạo mà thay vì mình cạo đường dài mình cạo đường ngắn thôi ấy mình làm áp khí này mình cạo đường ngắn thì à, một tháng thì mình chỉ có tốn thêm cái công là mình đi đóng cái nắp này, với lại mình đi bơm khí hai lần so với là cái 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 phương pháp là mình cạo truyền thống mà ngược lại cái sản lượng nhất là đối với những cây mà BB260 ấy thì làm là đạt sản lượng cực kỳ cao. Những cái lai hoa hoặc là diêu 4 ấy thì là là cái sản lượng của nó chỉ có 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 cao hơn là là là, là mình cạo khoảng cỡ ba 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 mươi bốn mươi phần trăm thôi còn những cây mà bv hai sáu mươi nó lên đến năm đến bảy chục phần trăm cái sản lượng của nó áp khí này so với mình cạo ấy. với lại già nó không tốn nữa thì các bác à, có nhu cầu ấy, làm trên những cái cây thanh lý này ấy, thì hãy liên hệ với em là qua số điện thoại là 0368 986353 để là trao đổi về vấn đề kỹ thuật với lại hàng hóa sao cho là nó 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 nó, nó hợp lý. Vâng, xin chào tất cả các bác